Thưa quý vị, ngày 30 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015, từ năm 2015 đến năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh có liên quan. Chúng ta mới thấy đó là hệ lụy của cái đoàn kết xui chiều. Không ai dám nói, không ai dám đề xuất, cho nên mới đến một ngày đẹp trời thì sai phạm không cứu vãn nữa. Kính chào quý vị và các bạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi trong mắt mình. Mọi biểu hiện của việc mất đoàn kết đều rất nguy hại. Thế nhưng mà đoàn kết theo kiểu xuôi chiều, phụ họa theo ý kiến của người đứng đầu, ngại thể hiện chính kiến, sợ mất lòng, sợ va chạm, sợ bị đánh giá là không ủng hộ cấp trên thì cũng nguy hại không kém. Đoàn kết xuôi chiều là một thực tế đã diễn ra trong thời gian dài và như đã trở thành một căn bệnh ăn sâu, bén rễ trong nhiều tổ chức đảng trong thời gian vừa qua. Nhận diện đấu tranh về căn bệnh đoàn kết xuôi chiều sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày hôm nay. Một tập thể đoàn kết xuôi chiều, nhìn bên ngoài của một tập thể có vẻ đồng thuận, nhất trí cao. Mọi chủ trương, quyết sách đưa ra đều nhận được 100% số phiếu tán thành. Nhưng đằng sau sự đồng ý đó là những suy nghĩ, quan điểm không bao giờ được bày tỏ. Tất cả đều tỏ ra đồng thuận với ý kiến của cấp trên. Cán bộ, đảng viên, nhân dân không bao giờ đưa ra chính kiến rõ ràng, chuyên nói dựa ý kiến lãnh đạo. Cũng có khi cán bộ đảng viên dù trong lòng thì không tâm phục khẩu phục, thậm chí có khi cấp dưới còn nhận ra đó là những quyết sách có vấn đề, có thể gây ảnh hưởng, thậm chí thiệt hại lớn, nhưng vẫn giữ một thái độ trung lập, một sự im lặng tuyệt đối. Trước một công việc gì đó thì đều không có ý kiến khác nhau, dù đúng dù sai, để mà đều thực hiện công việc như vậy. Thậm chí có những việc mọi người thấy rằng là nó không đúng nhưng mà vẫn là đều là nhất trí. Tưởng là đoàn kết. Bởi vì trong các cuộc họp thì thủ trưởng độc thoại, mọi việc thủ trưởng giao thì anh em cứ thế thực hiện, mặc dù trong lòng cảm thấy không tâm phục khẩu phục. Và như vậy rằng đoàn kết của cơ quan tổ chức đó thực chất đang là hình thức. Nguy hại hơn, nó sẽ trở thành như một tổ mối lâu ngày, dần dần sẽ dẫn đến những cái sai phạm của tổ chức. Không ai dám nói, không ai dám đề xuất, cho nên mới đến một ngày đẹp trời thì sai phạm không cứu vãn nữa. Có những người có trí tuệ, có bản lĩnh, có khả năng đấu tranh, bảo vệ cái đúng, sửa chữa cái sai. Nay cũng lựa chọn sự đồng thuận giả tạo này. Bởi lẽ người ta tránh sự phiền hà, tránh những vấn đề phức tạp, nảy sinh từ ý kiến phản biện của mình. Thực tế đã có nhiều trường hợp phải chịu tai tiếng, bị vùi dập, thậm chí bị đe dọa khi tranh đấu chống lại những việc làm sai trái trong tập thể. Còn có những người chọn đồng thuận vì từ đó mà họ được hưởng lợi. Họ có thể thấy việc đấy thực sự không tốt, không đúng nhưng lại mang lại lợi ích cho một nhóm người và bản thân mình cũng được hưởng một phần lợi ích nên gật gù đồng ý. Từ đây đã hình thành nên một tổ chức đảng tê liệt ý chí chiến đấu, một tổ chức đảng phai nhạt tính đảng. Vì những cái lý do khác nhau, có thể là vì bản thân mình cũng lợi ích trong đấy, cũng có thể là vì gì? Vì e ngại, vì nề nang, thậm chí là có thể gọi rằng là nhút nhát đó, là cho nên dẫn đến cái tình trạng là đoàn kết xuôi chiều. Trước một việc gì xảy ra thì hầu như là trong các cuộc họp hoặc là trong các cái công việc thì đều là nhất trí. Cái này thể hiện là gì? Thể hiện là tổ chức đảng viên đó bị tê liệt ý chí chiến đấu, tính đảng không còn trong sinh hoạt nữa, và họ là thực hiện theo cái hình thức là mũ ni che tai, là ngậm miệng ăn tiền. Và đây là thất bại cho cái thực hiện không đúng đủ, không nghiêm tắc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong đảng. Trước tình trạng đoàn kết xuôi chiều thì trong loạt bài những việc cần làm ngay, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khẳng định đó là một sự im lặng đáng sợ, một trong những biểu hiện của căn bệnh hình thức kéo dài trong đảng.
Tình trạng đoàn kết xuôi chiều có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Khách quan thì là do yếu tố văn hóa của người Việt. Chủ quan thì có thể là do sự độc đoán chuyên quyền của thủ trưởng, do chúng ta chưa có cơ chế để bảo vệ những người dám nói, dám phản biện. Nhưng suy cho cùng, lựa chọn hình thức thỏa hiệp hay là đoàn kết xuôi chiều thì đều xuất phát từ việc làm là ai cũng chăm lo cho lợi ích của riêng mình. Cái chủ nghĩa cá nhân, tức là cái gì cũng để lợi cho mình thôi, tôi không nói cũng nhằm mục đích lợi cho tôi, hoặc là tôi nói hơn nó kém ông kia cũng là do mục đích cá nhân của tôi, thế rồi có ít mà tôi nói ra nhiều cũng là do cá nhân của tôi, cho nên là nó là một kẻ thù, mà Bác Hồ nói là kẻ thù, mặc dù nó không mang gươm mang súng nhưng nó lại là kẻ thù có thể lôi chúng ta xuống dốc không phanh, là như vậy. Nó làm cho nó, cái suy nghĩ của mình nó không đúng đi. Thế rồi để đáng nhẽ là anh phải thẳng thắn, nhưng mà thôi sợ ngại va chạm, sợ ông lại nghĩ xấu của mình thì thôi cứ vui vẻ cho qua cái thể khác. Như vậy chăm lo cho lợi ích cá nhân mà mặc kệ công việc của tập thể, thỏa hiệp sử dụng hình thức đoàn kết xuôi chiều để tránh phiền hà, rõ ràng thì có thể thấy đó chính là sự vô trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công việc, vô trách nhiệm trước yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay. Cũng bởi vậy mà tình trạng đoàn kết xuôi chiều được xác định là một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống đã được Đảng ta xác định. Tức là đấy là một cái thái độ thờ ơ vô cảm. Cái đoàn kết xuôi chiều nó sẽ dẫn đến một thái độ thờ ơ vô cảm và vô trách nhiệm với tổ chức cơ quan, với nhiệm vụ và quên đi cái nhiệm vụ của mình, và vô hình chung những người trong tổ chức đó dần dần trở thành những người nhẫn tâm, vô lương tâm, vì biết sai, biết họ sắp đi vào ngõ cụt, biết tổ chức sắp đi vào ngõ cụt, biết người đứng đầu của mình sắp rơi xuống hố, nhưng mà không cứu vớt. Nó thể hiện một cái sự, kể thể hiện một sự vô trách nhiệm. Thôi thì cái việc đấy thế nào thì mình cũng ào cho nó xong chuyện. Đấy là cái tình trạng. Mà hiện nay chúng ta thấy rằng cái điều đó là rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta biết rằng là về mặt triết học mà nói đó, thì đấu tranh là động lực của sự phát triển. Trong bất kỳ công việc gì tôi cũng phải có thảo luận, có tranh luận, đúng không? Có bình luận, có phản biện để chúng ta tìm ra một cái phương án tốt nhất. Thậm chí là chúng ta có thể phản biện để bác bỏ đi những cái điều mà không tốt. Thế nhưng mà gần như là cái tình trạng mà đoàn kết xuôi chiều nó sẽ thủ tiêu tất cả những cái yếu tố đó. Nó dẫn đến một cái việc nào đó là không được xem xét một cách thấu đáo, không được xem xét một cách gọi là đa chiều. Và đấy chính là tình trạng gọi là đoàn kết mà suy chiều, mà chúng ta thấy nó mang lại những cái hệ quả nó không tốt cho công việc. Đó. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cho chúng ta bản chất của sự đoàn kết, đó là tinh thần phê bình, tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ, để ngày càng đoàn kết hơn nữa. Đoàn kết không phải là ở bề mặt bề miệng như nay khi mê mai bát phở, mà đoàn kết để làm gì, làm thế nào để đoàn kết. Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê bình và tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến ngày càng đoàn kết hơn nữa. Hiện nay thì sự đoàn kết trong đảng là quan trọng hơn bao giờ hết. Quyết liệt đấu tranh với hiện tượng đoàn kết xuôi chiều là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.